đầu tiên Linh Nguyễn cũng được về tham dự sinh nhật câu lạc bộ giải trí âm nhạc. Linh Nguyễn không biết nói câu gì hơn, cũng cho phép Linh Nguyễn là chúc ba chủ tịch và các phó chủ tịch và các quản trị viên và các khách mời của câu lạc bộ giải trí âm nhạc và tất cả các thành viên trong và ngoài câu lạc bộ có một sức khỏe dồi dào. Và tiếp nối chương trình là cho phép là Linh Nguyễn và Mai Thu Huyền gửi tới cả nhà yêu ca khúc Tình Nghèo Vẫn Phải Yêu Nhau. Thế là khoái. Dù có nghèo hay giàu chẳng luôn, chúng mình lên tất cả là đều là vì luôn sống hạnh phúc, sống vui. Vẫn phải yêu thương nhau em nhé.